với chủ đề tự hào tiến bước dưới cờ đảng. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015 được bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2015. Chiến dịch năm nay sẽ tập trung vào các hoạt động trọng tâm như hành quân xanh dành cho khối lực lượng vũ trang, hoa phượng hồng dành cho khối trường học phổ thông, kỳ nghỉ hồng dành cho khối công nhân viên chức và mùa hè xanh dành cho khối học sinh sinh viên ở các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nội dung chủ điểm của chiến dịch năm nay là thực hiện những công trình phần việc như xây nhà nhân ái, vì đàn em thân yêu, vì an sinh xã hội, hướng dẫn những kỹ năng sống, trao học bổng, tặng quà, khám bệnh và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình biên giới, tiếp sức đến trường, tiếp sức mùa thi. Trong buổi lễ ra quân, tỉnh đoàn Tây Ninh đã trao một căn nhà nhân ái trị giá 37 triệu đồng cho một gia đình chính sách khó khăn, trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho những em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Và tặng 5 trụ nước sạch cho 5 trường tiểu học trong tỉnh với tổng trị giá 150 triệu đồng. Ngoài ra, huyện Tân Châu còn vận động và gửi tặng 107 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho những trẻ em nghèo. Nhân dịp này, Ngân hàng Kiên Long còn trao số tiền 200 triệu đồng cho quỹ Thắp Sáng Ước Mơ của tỉnh đoàn Tây Ninh. Sau buổi lễ, các bạn đoàn viên thanh niên đã thực hiện những công việc cụ thể như giảm vá, nâng cấp 2 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá 15 triệu đồng, sửa chữa điện cho 50 hộ gia đình khó khăn, thắp sáng đường quê trên đoạn đường có chiều dài 1 km, trồng 100 cây xanh xung quanh nhà bia tưởng niệm tại ấp Thạnh Hòa, bán hàng bình ổn giá, v.v. Mô hình học kỳ quân đội được tỉnh đoàn Tây Ninh duy trì thực hiện trong vụ năm nay nhằm tạo môi trường rèn luyện lành mạnh cho thanh thiếu nhi trong dịp hè. Năm nay, chương trình học kỳ quân đội có 68 học viên đăng ký tham gia. So với năm 2014, số lượng học viên tham gia chương trình học kỳ quân đội năm 2015 tăng gần gấp đôi. Chương trình diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2015. Các học viên được chia làm 6 tiểu đội, cùng nhau học tập sinh hoạt rèn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 174 đóng trên địa bàn huyện Tân Châu. Mỗi tiểu đội có một điều phối viên quản lý hỗ trợ các em xuyên suốt chương trình. Sau 7 ngày được rèn luyện trong môi trường quân đội khi tham gia chương trình học kỳ trong quân đội tại Trung đoàn Bộ binh 174, 68 chiến sĩ nhí từ lớp 7 đến lớp 11 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có những trải nghiệm thú vị, bổ ích. Những ngày sống trong môi trường quân đội, các em học sinh được học tập rèn luyện một số nội dung về tác phong, kỹ thuật, chiến thuật, thao luyện, chinh phục thử thách. Qua phút bỡ ngỡ ban đầu khi bước vào môi trường này, dưới sự hướng dẫn của các điều phối viên, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 174, các em đã nhanh chóng thực hiện theo đúng các điều lệnh trong quân đội. Ngoài việc tạo cho các em có những trải nghiệm trong môi trường quân đội, ban tổ chức còn lồng ghép nhiều kỹ năng khác nhau, trong đó chú trọng đến những nội dung khơi gợi cảm xúc như giả từ sự giả dối, phúc thật lòng, viết nhật ký, viết thư tay gửi cho gia đình, các hoạt động tình nguyện giúp các chiến sĩ nhí cảm nhận được những giá trị của cuộc sống. Từ đó giúp các em hình thành thói quen tốt, bỏ thói quen xấu, biết yêu thương, trân trọng tình cảm đẹp với ông bà, cha mẹ, bạn bè và mọi người xung quanh. Tuy thời gian rèn luyện khá vất vả so với lứa tuổi học sinh, nhưng các chiến sĩ nhí đều hào hứng khi nhắc đến học kỳ này và những trải nghiệm, những bài học bổ ích mà mình có được. Dạ, trước khi đi học, em ở nhà em không biết làm gì hết, em chỉ chơi game, coi tivi. Nhưng sau khi đi học kỳ quân đội năm nay, em thấy mình có thể làm được nhiều điều hơn. Những bài học mà gây cho con có nhiều cảm xúc nhất đó là khi viết thư cho gia đình, cảm thấy rất là có lỗi với ba mẹ khi mình đã thường hay nói dối ba mẹ, thường hay không nghe lời. Và ngày hôm qua là ngày cuối để tụi con chia tay, lúc đó là tụi con khóc rất nhiều.
bởi vì sắp chia tay mọi người và qua cái học kỳ này thì con sẽ cố gắng là sẽ không nói dối bà mẹ nữa và cũng sẽ đoàn kết yêu thương bạn bè hơn. Từ những cô bé, cậu bé nhút nhát thụ động trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ, chỉ sau một thời gian ngắn các em đã trở nên tự tin và năng động, học được cách sống tự lập, biết suy nghĩ, sống yêu thương mọi người, quan tâm đến gia đình hơn. Đó là những lý do khiến nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con em mình tham gia chương trình học kỳ trong quân đội. Chị Nguyễn Huỳnh An Vi ở thị trấn Bến Cầu, phụ huynh của em Nguyễn Nhật Vi, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở thị trấn Bến Cầu, đã không ngần ngại chia sẻ suy nghĩ của mình. Thứ nhất là những cái hoạt động đó là nó thiết thực, và cái thứ hai nữa là nó rèn luyện được cho trẻ những cái kỹ năng mà có thể ở nhà là mình không thể nào mà dạy được. Giống như theo kiểu bục nhà không thiên, mình cũng có nói nhưng mà không thể nói được, và cái tác động từ cái chương trình này rất là lớn. Đa số là trong những cái bức thư, hai cái bức thư mà bé viết về từ chương trình thì cái bức thư đầu tiên là nó cũng chưa thể hiện được cái sự trưởng thành, mà đa phần là than thở. Nhưng mà cũng qua cái bức thư thứ hai thì mình thấy rằng là bé nó có một cái suy nghĩ chín chắn hơn tí xíu, thì nó không còn than nữa mà nó lại chuyển qua là nó tiếc nuối vì cái khoảng thời gian ở đây nó là ngắn quá và nó sắp kết thúc. Và bé có kể nhiều về những cái hoạt động ở đây và bé tỏ ra rất là thích thú những cái hoạt động đó, thì bé thấy rằng nó bổ ích, bản thân bé cũng cảm nhận được rằng nó rất là bổ ích cho con. Và mẹ hãy yên tâm đi, ở đây con học được rất là nhiều điều. Nói chung là từ trước tới giờ mình chưa có sống xa và bé cũng chưa bao giờ phải tự lập, ở nhà cứ phải là cái gì cũng ba mẹ. Rồi bây giờ thì ở đây mình thấy được một cái sự trưởng thành của con, cảm thấy cũng rất là hạnh phúc. Học kỳ quân đội còn là một trong những bài học hết sức có giá trị về việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, khi các em có dịp trải nghiệm cuộc sống và sinh hoạt cùng các chiến sĩ quân đội và tham gia các chuyến về nguồn, tìm hiểu truyền thống lịch sử. Qua cái quá trình trải nghiệm quân ngũ, cái học kỳ quân đội này tuy nó ngắn ngủi chỉ trong vòng 7 đến 10 ngày, nhưng mà ở đó cũng đã trang bị cho các em một cái lượng kiến thức rất là tốt. Bước đầu là những cái nền cơ bản là các em hiểu được rằng là cái vị trí vai trò của người lính trong quân đội nó là như thế nào, và cái chức trách nhiệm vụ của các em, của những người lính trong cái thời bình này nó là như thế nào. Và một vấn đề nữa là đó là một cái hành trang cho các em sau khi trưởng thành hơn ở các cái cương vị khác thì có quan tâm tới cái vấn đề quốc phòng an ninh nhiều hơn. Rồi thậm chí rằng là sau cái chương trình học kỳ này thì chắc chắn rằng rất là nhiều em sẽ quay lại với cái môi trường quân đội là người lính, có thể là phát triển thành người cán bộ, người sĩ quan. Như thế thì trong cái vấn đề mà cái giáo dục quốc phòng mà nó sẽ được nâng lên ở các cái điều kiện khác, ví dụ như là số học sinh là ở phổ thông trung học, rồi các cái chương trình ở học sinh sinh viên ở các cái trường đại học, như thế thì nó sẽ được nâng lên, và từ đó nó hình thành cho các em có một cái ý thức trong cái vấn đề bảo vệ cái an ninh chính trị và cái chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Mà trong cái tình hình hiện nay thì các bạn đã thấy là an ninh ở khu vực, an ninh trên thế giới, và thậm chí là ở trong nội địa của chúng ta có những cái vấn đề an ninh nó vẫn chưa được tốt lắm, còn nhiều diễn biến phức tạp, thì xây dựng cho các em có cái nhân cách, có cái ý thức trong cái vấn đề bảo vệ cái chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, như thế là một cái vấn đề hết sức cần thiết. Với mục tiêu lấy môi trường quân đội để huấn luyện, lấy cảm xúc gia đình để nuôi dưỡng yêu thương, các học viên tham gia chương trình sẽ trải nghiệm cuộc sống quân ngũ thực thụ trong 7 ngày. Qua đó giúp các em rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nề nếp và tinh thần đồng đội. Từ đó giúp các em trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.